Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹ Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món đậu chiên dù nhé. Đây là một món ăn rất bổ dưỡng đấy. Chúng mình cùng vào bếp nhé. Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị gồm đậu, chúng ta cắt thành miếng vuông như thế này nhé, hai quả trứng và bột chiên dù, chút nước mắm, chút mì chính và một chút hạt nêm. Chúng ta cùng vào bếp nhé. Các bạn ơi, đây là thành phẩm của mình nhé. Món đậu chiên dù. Ngoài vỏ thì rất là giòn, trong lõi thì mềm, rất là ngon. Thay bằng rán luộc thì chúng ta hãy miến đấu đi một chút để có một cái món ăn ngon hơn và hấp dẫn hơn nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều video mới từ mình nhé.